Vâng, em xin chào ORD, xin kính chào toàn thể các bác anh chị em nhé. Tiếp tục video mới ngày hôm nay, ngày 12 tháng 6 năm 2022. Em tiếp tục về cái sản phẩm loa đỉnh cao của hãng Pioneer với model là CSV18. Đây là một trong những cặp loa với một tình trạng đang có tại em xin chào ORD là loa, toàn bộ loa zin bản cực kỳ đẹp. Các bác cùng chị em hàng zin bản chưa qua sử dụng tại Việt Nam, lần đầu tiên về em xin chào ORD với một tình trạng zin bản cực kỳ đẹp. Với một cái tổng thiết kế của cặp loa này, các bác của anh chị em cũng đã biết rồi, tổng là 12 loa, công suất là 800W. Tất cả gân zin, các bác của anh chị em như gân zin này, gân zin rất đẹp. Đấy, màng zin, ống zin, toàn bộ zin bản cực đẹp, tép zin, lưới zin, các bác của anh chị em nhé, toàn bộ cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cực kỳ đẹp các bác của anh chị em nhé. Thì sở hữu cặp loa này về, các bác của anh chị em trưng bày demo trong phòng, phải nói nó là một trong những cái model đỉnh cao nhất, hay nhất về dòng loa karaoke của hãng Pioneer thiết kế và sản xuất. Cặp loa này rất dễ phối kết, nghe nhạc và hát karaoke gia đình phòng từ 15 cho tới 35-40 m², rất tốt các bác cùng anh chị em nhé, cực kỳ đẹp, cực kỳ hay. Các bác cùng anh chị em nhé, đây thùng, toàn bộ thùng bom bên cạnh cực kỳ đẹp nhé, các bác cùng anh chị em nhé. Bên trên là có cái logo, dập logo, và bên dưới có gập logo của Pioneer. Em sẽ quay lật lên đây, các bác cùng anh chị em để ý này. Cái này chưa qua spa nhé. Đấy, chưa qua spa, cực kỳ đẹp này. Cực kỳ đẹp luôn, chưa qua spa. Với một cái thiết kế phải nói rằng là rất chi là mềm mại. Bom bi các cạnh rất đẹp. Đấy, rất đẹp. Đấy, các bác cùng chị em thấy không? Rất đẹp. Đấy. Thiết kế bên trên là có hai lỗ để bác lên mã giá để treo lên tường, hoặc các bác cùng chị em để trên kệ nhà mình cũng được, rất đẹp các bác cùng chị em nhé. Đấy, cái cặp loa này thì một chiếc em đã bóc vào rồi. Đấy, một chiếc thì bây giờ em quay trực tiếp để các bác cùng anh chị em theo dõi đây. Có số seri, các bác cùng anh chị em lưu ý là số seri là 1242A. À không, xin lỗi các bác cùng anh chị em. Đây, số seri của nó là 4436, 04436 các bác cùng anh chị em nhé. 04436 đằng sau này. Đằng sau cực kỳ đẹp các bác cùng anh chị em nhé. 04436 đấy. Pioneer CSV18, công suất là 400W, một chiếc trở kháng là 6 ohm. Đấy, cực kỳ đẹp các bác cùng anh chị em nhé. Lần đầu tiên về em chính trang ORD với một tình trạng là toàn bộ sinh bản cực kỳ đẹp, nghe nhập và hát karaoke cực kỳ hay. Cặp loa này là cặp loa hay nhất của hãng Pioneer để cho các bác của anh chị em sở hữu về hát karaoke. Rất dễ phối ghép các bác của anh chị em nhé, rất dễ phối ghép. Đấy, rất dễ phối ghép. Thì sở hữu cặp loa này, các bác của anh chị em hãy liên hệ với em theo địa chỉ trên. Em chính trang ORD, địa chỉ Cô Lô 38, Cảm ơn Cầm Giang Hải Dương. Điện thoại 0967697999 và 0976757899. Em xin hàng toàn quốc theo cầu. Xin thông báo các bác của anh chị em rằng cặp loa này đang có tại em trên trang ORD bán ra với giá là trên 10 triệu các bác của anh chị em nhé. Trên 10 triệu các bác của anh chị em có nhu cầu sở hữu cặp loa đẹp nhất của hãng Pioneer, xin mời liên hệ với em theo số hotline 0967697999 để được tư vấn cũng như hỗ trợ về tất cả cái thông số cũng như sự phối ghép hoàn hảo nhất, hay nhất, và có một cái giá thành tốt nhất về cái sản phẩm cặp loa Pioneer CSV18 em trên trang ORD. Ngoài ra còn rất rất nhiều các bác cùng anh chị em nhé, rất rất nhiều các cái model, các sản phẩm khác đến từ các cái thương hiệu khác nhau của Mỹ, của Anh, của Đức, của Nhật, của Hàn. Đây, ví dụ như cặp loa này là cặp loa phi vây, các bác cùng anh chị em cùng cặp loa này là cặp loa phi vây, nó full nghe nhạc và hát karaoke. Cặp loa trong này là cặp loa súp JBL, các bác cùng anh chị em nhé. Đấy, cặp loa súp JBL. Đây, em sẽ quay vào trong này để các bác cùng anh chị em lướt qua cái chiếc loa nữa ở trong này. Đây là cái chiếc thứ hai này, để em xem nó là model gì, xem series của gì này. 3963 các bác cùng anh chị em nhé, 3963, 03963, 03963. Đấy, toàn bộ zin bản cực kỳ đẹp các bác cùng anh chị em nhé. Đấy, đây này, cặp này là cặp thứ hai, cặp này cùng trùng series các bác cùng anh chị em nhé, trùng series. Đấy, các bác cùng anh chị em rất nhiều các model đẩy crown, servin, bow. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại toàn thể các bác của anh chị em vào các video clip gần đây nhất em trên trang ORD. Xin chân thành cảm ơn.